Hello, xin chào anh tất cả anh em nhé. Thì hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn lại anh em cách đi phụ bạt bệnh viện theo cái update mới của nó nhé. Như anh em đã biết thì đợt update này ấy, thì cái book đợt trước mình đưa video lên thì nó không thực hiện được nữa. Nên mình không có sử dụng cái slow jam để mà biến ra ngoài được nữa. Thì video này thì lúc đầu cũng như đợt trước thôi, thì anh em mình cũng nghiên cứu con Arthur này thôi, cũng chưa thay đổi gì cả. Anh em chuẩn bị bắt đi mình là bốn khẩu shotgun nhé, thì giải quyết bọn zombie rất là nhanh. Đi phụ bản bệnh viện này ấy, thì tem bình thường thì cũng thể đi được SS rồi, vì cái thời gian cái cầu SS của nó rất là dài ấy. Nên là mình đi tương đối có thể để SS rồi. Con bot này cũng như đợt trước nha, mình thật là dồn đao thật là nhanh ấy, thì này mình kết thúc nó nhanh thôi thì thời gian đi mình sẽ tiết kiệm. Đến đoạn này cũng như đợt trước thôi, anh em mình bảo kê cho mấy anh em vào kiếm cái máy iPad ấy. Đến đoạn này thì anh em cũng đứng núp ở dưới cái hào này, bắn con bot ở trên thôi. Đợt này mình cũng hơi 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 lỗi, không hiểu sao nó cứ đứng lên lại chết. Chắc là do con độc nó đánh mình lỗi vậy. Đến điểm này ấy, thì anh em mình lại chạy lên tầng 3 kiếm ba cái máy iPad ấy, ở trên đây đó cũng chạy thật nhanh. Kiếm thì nếu con bot nó mà bắt được mình thì mình lại dùng cái kính ấn vào mắt nó thôi. À được. Rồi, anh em mình cứ đi theo LBC thôi. Đến nhiệm vụ này thì anh em mình giết bọn zombie rồi bắt đầu là vào kiếm mấy cái hòm nhá. Kiếm hòm để kiếm mấy quả bom phá bức tường để giết con virus ở bên trong thôi. Rồi anh em mình mở máy xong ấy, thì rảnh anh em trong thời gian đợi máy nó mở ấy, thì anh em mình chạy ra phía cuối đoạn của con bot chuẩn bị đánh nhau bot, cho nên mình kiếm mấy cái mảnh kính nhé. Chẳng may bị bắt thì mình có kính mình sử dụng, chứ không có thì nó bóp mình chết đấy. Rồi kiếm xong khoảng cỡ 4 đến 5 mảnh kính thì anh em mình ra đến đứng đợi thôi. Đợi nó máy nó mở xong thì mình lại chạy về vị trí theo NPC nó chỉ định thôi. Ở đến đoạn này ấy, cái máy bay chạy xuống ấy, thì em chạy thẳng ra cái vị trí chỉ định nha.
Trước khi mình gọi bốt ra thì mình ra đây đặt mấy cái thùng đạn. Cái khu vực này là sẽ là cái khu vực mình búc bốt nhé. Ở tất cả bốn anh em ấy tập trung vào một vị trí đằng sau gốc cây nhé, gần gần sát gốc cây tí. Đấy, chốc mình sẽ dụ con bốt ra đây, nó sẽ không đánh mình nữa mà mình đứng sau vị trí núp sau gốc cây này. Đấy, anh em mình cứ đứng đây bắn thôi, bốn người tập trung bắn vào dưới chân nó hoặc người nó, chỗ nào gây đam nhiều mình bắn vào, nhưng mà đừng đi chuyển nhé, cứ ngồi bắn thôi. Bốn anh em ngồi nhé, ngồi thì con bốt nó không gây đam. Anh em vừa bắn vừa kết hợp ném ống tiêm màu đỏ với cả ống tiêm độc nhé. Một người ném ống tiêm đỏ, còn ba người lại ném ống tiêm độc. Đến đoạn này cái thùng đạn nó có thể nó sẽ hết thời gian nó hiển hữu ở trên trên map ấy. Thì mình có cử ra một người đi chậm chậm thôi, quay đằng sau để mà thả thùng đạn cho anh em nạp nhé. Như lúc này tem mình các thùng đạn nó đã bị thu lại do chắc qua hết 4 phút ấy. Thì mình đang cầm thùng đạn, mình sẽ tìm một vị trí đặt được đằng sau thôi. Anh em đặt cũng cẩn thận ấy, đi chậm rãi thôi, đừng đặt xa quá mà tem không nạp được rồi đi ra là bắt đầu là con bốt sẽ đánh anh em mình đấy. Thì video mình cũng xin kết thúc ở đây nhé. Chào tất cả anh em nhé. Có anh em mình thấy hay thì like chia sẻ hộ cả nhé.